Các bạn thân mến, lại là một siêu phẩm Ma Răng 1150. Đấy, con này của anh Đạt ở Đông Anh, Hà Nội. Này anh có chia sẻ là bị cắm nhầm điện các bạn ạ. Đó, rút điện ra thay đổi vị trí và tiện tay cắm luôn thẳng điện 220. Thì là hiện tại đang bị cháy chết và không chạy. Nhưng anh cũng có nói là cái này bị cả một cái bệnh là thỉnh thoảng mất một vế. Đấy. Chạy có lúc được lúc không. Anh vẫn đang cứ để dùng thế mà vào mang đi sửa rồi không được. Đấy, sửa hai lần không được, vẫn là cái bệnh chập chờn mất vế. Đó, và con này là con 1250. 1150 MK2. Đó. Là Đức Đoàn đã sửa rất nhiều cái con bị mất một vế rồi. Lúc có lúc không. Đó, có chia sẻ lên YouTube cho các bạn xem rồi. Đây bên trong nội thất Ma Răng 1150 của anh khách ở Đông Anh, Hà Nội. Đó. Con này lúc anh đưa máy anh có chia sẻ là bị bệnh là mất một vế đây mà mang đi sửa, nhưng mà về là vẫn bị. Anh phải sửa hai lần là vẫn bị. Đó, nhìn cái vỉ này đã thấy cũng là chiến đấu tương đối rồi. Đây, mạch này rất là lem nhem rồi. Sò thì vẫn zin này. Đó. Cặp sò công suất vẫn zin. Sửa bệnh mất vế rồi nhưng mà chưa được. Bệnh này thì Đức Đoàn làm rất nhiều rồi. Đấy, có chia sẻ với các bạn rồi. Đấy, Đức Đoàn đã chia sẻ với các bạn rất nhiều về Ma Răng này. Hay bị với cái vỉ vần âm sắc này. Đó. Lúc chạy một vế, lúc hai vế. Nói chung là rất là tầm tịt. Xử lý xong và vệ sinh sạch sẽ rồi các bạn ạ. Con này của anh khách ở Đông Anh này cắm nhầm điện thì nó chỉ may mắn là không chết sò, công suất vẫn ok cả hai bên, nó chỉ chết cái nguồn phụ thôi. Đó, chập mất cái tí phần nguồn phụ thôi. Xử lý xong rồi ok và sửa nốt cả cái bệnh mất vế đó các bạn ạ. Đó, giờ mạch nó bóng bẩy ngon lành trở lại rồi, hai vế đầy đủ rồi. Âm ly Ma Răng 1150 của anh Đạt ở Đông Anh, Hà Nội này bị cắm nhầm điện dưới cầu trì và chết một số nguồn phụ thôi, nhỏ thôi. May mắn là không chết công suất các bạn ạ. Và biến áp nguồn chính không sao. Đó. Và sửa được cái bệnh khó khăn là cái bệnh hay mất vế. Tiếng cái này là rất hay các bạn ạ, âm sắc đánh rất là nét. Đây bên trong nội thất các bạn có thể thấy là đây bên trong âm ly Sansui 9090 dB của anh Sơn ở Yên Bái đây. Úi dồi. Rồi. Ái da. Đây. Tụ thối hết chân rồi. Xui, màng nhện răng kín luôn. Ghê gớm đấy. Nhìn thấy đằng sau là bụi bặm nhưng mà sò tô chữ đỏ vẫn zin hết các bạn ạ. Em này lại dẫy gãy ghế tình yêu rồi.
Phải lột hết cả chân chuồng em ra. Các bạn ơi, sau đó mới đưa em lên ghế tình yêu. Thời tiết Hà Nội mấy nay quá là nóng oi bức. Sắp có siêu bão các bạn ạ. Đó, có vẻ trời rất là oi. Đấy, sổi rồi. Đây cơ. Quá là bị bẩn luôn, kinh thật đấy. Đấy, các bạn có thể thấy là sau khi lên ghế tình yêu thì em Ly này 9090DB này đó đã tương đối sạch sẽ rồi. Bây giờ sẽ đi vào phần chi tiết xử lý các bệnh. Em 9090DB này lại còn bị vấn đề là lên nhưng không xuống được các bạn. Đấy, nguy hiểm thế chứ này. Không lên được cũng chết, mà lên không xuống được thì cũng dở đây. Đấy, các bạn có thể thấy là chỉ vui về cái vụ là lên không xuống được là bây giờ đường tình đôi ngả này phải tháo tanh bành như thế này đây. Đấy, đồng hồ để xử lý cái quả này đây. Thế không bao giờ anh làm buồn. Nó bị nhảy, nó xô cái quần dây đồng hồ bên trong mà nó kẹt các bạn ạ. Đó, phải tháo hẳn ra này mới xử lý được. Hơn khi anh bao lời, tội nghiệp anh. Xa xui của anh Sơn ở Yên Bái này có cái bệnh là xử lý đồng hồ đã được rồi này, còn một cái bệnh nữa là một vế tiếng rất là đục, nghẹt nghẹt, nhỏ nhỏ, nghẹt, một vế thì tròn, đó. Đấy. Và Đức Đoàn đã cắm thẳng vào cái, bỏ hẳn cái cầu chữ U ra rồi. Bỏ hẳn cầu chữ U ra, cắm thẳng vào phần công suất này rồi. Đó, vẫn cứ là nghẹt. Chứng tỏ là nó nghẹt ở cái vị công suất này. Phần tiền kích này. Đó, đã xử lý vào cái phần cho tín hiệu thẳng vào phần vào với vỉ này rồi các bạn ạ. Đó, nó vẫn cứ bị nghẹt và đục một vế thì chứng tỏ là hỏng trong cái vỉ này rồi, đi xuống công suất rồi. Đấy, đây cái vỉ tiền kích này đây các bạn ơi, một vế rất là đục và nghẹt đây, tháo ra chưa kịp đo đạc đã nhìn thấy luôn cái linh kiện hỏng ở đây. Đấy, điện trở 10 ohm này dỉ đứt bay cả chân luôn rồi. Đấy,